Ok, hello xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chạy quảng cáo Facebook vào cái thời điểm hiện tại. Một cách mình sẽ làm những cái gọi là bắt đầu cho anh em dễ tìm hiểu và cho anh em dễ làm, đặc biệt là với anh em mới. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cái link Facebook, đúng không ạ? Một cái link Facebook rồi. Thì đầu tiên, nếu em muốn chạy quảng cáo thì chúng ta cần phải có một cái nick Facebook là xác minh danh tính. Và rất nhiều anh chị em đang mới bắt đầu tìm hiểu về quảng cáo Facebook thì có nói rằng là cái link Facebook của mọi người, link chính chủ ấy, mọi người hay có câu link chính chủ của mọi người thì có chạy được không, thì xin thưa là có. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái nick, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chạy quảng cáo Facebook từ đầu đến cuối trên một cái nick Facebook hoàn toàn mới, giống như của anh chị em, đúng không ạ? Giống như của anh chị em thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ chạy hoàn toàn bằng IP của Việt, thiết bị của Việt, thì chúng ta sẽ xử lý như nào. Thì bước đầu tiên là các bạn cần vào trong một cái cửa sổ trình duyệt cốc cốc của Chrome tùy các bạn tạo cho mình thêm một người dùng. Người dùng ở đây các bạn sẽ, ở đây mình sẽ tạo một cái cửa sổ làm việc mới, tạo dùng người dùng mới. Ở đây mình sẽ gọi là viên Việt, đúng không ạ? Để gọi viên Việt cho anh em. Thì mình sẽ làm từ đầu đến cuối từ cái con link Facebook mà nó chưa hề chạy quảng cáo lần nào và chưa hề có fanpage thì chúng ta làm như thế nào. Thì chúng ta xong. Thì cái thao tác đầu tiên, nếu như các bạn là người lần đầu tiên chạy quảng cáo thì các bạn không cần có thao tác gì thêm, đúng không ạ? Lần đầu tiên chạy quảng cáo thì các bạn không cần thao tác gì thêm. Còn những các bạn đã chạy quảng cáo mà gặp cái tình trạng chết rồi thì hay các bạn đã tạo những cái cửa sổ người dùng làm việc như này, thì cái thao tác tiếp theo của bạn cần đó chính là các bạn cài cho mình cái tool này vào user. Mình thì rất ngại chạy tiếp trên máy tính thật bởi vì nó rất dễ bị đai, cho nên chạy trực tiếp, lưu ý là rất ngại chạy trực tiếp nhiều link Facebook trên một thiết bị thì nó rất dễ hiện tượng đai, nếu như đai nó rất dễ chết dài. Vậy nên là video này mình sẽ làm từ đầu đến cuối giống như cách mọi người hay làm, và mình sẽ hướng dẫn chuỗi video xử lý nó ra làm sao cho các bạn khi gặp vấn đề. Rồi ok, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bật nó lên. Cái tool này khi chúng ta đã cài cái tool này vào, tool này có tên là User Agent Suite and Manager. Chúng ta tên nó vào, và ở đây mình sẽ biến đổi cái trình duyệt Chrome này, cái thiết bị Windows này sang thiết bị Mac, và cửa sổ ở đây mình sẽ chọn là Safari. Ok, sau khi chúng ta kích hoạt cái tool này lên rồi thì nó sẽ có chữ Mac ở đây, đúng không ạ? Rồi ok, thì chúng ta tiếp tục bước tiếp theo. Các bạn sẽ vào Facebook bình thường thôi, các bạn cứ vào facebook.com của mình. Nếu như bạn nào muốn chắc chắn thì các bạn có thể đăng nhập cái đường link là m.facebook.com. Tuy nhiên ở đây mình sẽ đăng nhập không cần. Mình sẽ đăng nhập tài khoản mật khẩu. Mã bảo mật hai lớp thì các bạn sẽ vào cái đường link là 2fa.live. Nhắc lại là 2fa.live, các bạn copy một cái đoạn mã như này. Đúng rồi, đoạn mã như này. Các bạn vào 2fa.live, các bạn dán vào đây và submit, các bạn lấy 6 cái số code mà dán lên là ok. Đó, thì ở đây các bạn có thể ấn lưu trình duyệt, đúng không ạ? Lưu trình duyệt, cứ lưu vào. Nếu như nó có xảy ra checkpoint thì các bạn tiếp tục là gỡ checkpoint thôi, gỡ checkpoint. Còn không gỡ được thì các bạn có thể liên hệ với người bán nick Facebook cho bạn hoặc là gì đấy, các bạn có thể gỡ. Đấy, ok, mình lưu lại. Rồi thì đây là một cái nick Facebook mới tinh anh em nhá, chưa hề đụng vào quảng cáo thì nó chưa cả có fanpage luôn, chưa có fanpage, chưa có gì hết. Đấy, anh em thấy không ạ? Thì đầu tiên nếu như các bạn làm cái nick Facebook như này và các bạn bắt đầu chạy quảng cáo thì các bạn cần phải tạo fanpage, đúng không ạ? Tạo fanpage thì ở đây mình sẽ có fanpage rồi, mình sẽ share cái fanpage này của mình cho cái link Facebook ấy thôi. Mình sẽ share quyền cho cái link Facebook để mình có cái để chạy, mình đỡ phải mất thời gian là tạo fanpage. Cho nên những việc tạo fanpage thì các bạn có thể là không gỡ gì đó. Cái này gỡ sau. Mình sẽ làm giống như mọi người luôn là mình sẽ tạo fanpage cho các bạn. Mình sẽ tạo fanpage anh em nhé. Mình sẽ tạo fanpage. Tạo trang mới này. Tên trang, ví dụ tên trang là chạy cái gì được ta? Có
Ok, trước hết mình sẽ tạo một cái fanpage. Tara. Tara Fashion. Đấy. Ví dụ mình sẽ đây. Quần áo. Còn quần áo nữ đi. Tiếp. Quần áo tiếp. Quần áo thương hiệu luôn. Đấy. Tạo trang. Rồi, ok, như vậy là mình đã tạo xong cái trang. Tiếp theo mình sẽ tải cái ảnh cover. Ảnh cover đó chính là ảnh bìa và ảnh đại diện đấy. Phần download. Đây, mình sẽ chạy cái này. Chạy thử cái mẫu này. New. Chỗ này thì các bạn bỏ qua giúp mình. Bỏ qua. Qua qua không quan trọng. Tiếp là thêm nút, các bạn sẽ thường để cái nút là gửi tin nhắn. Tin nhắn. Rồi ơi, mình muốn đặt áo. Đấy. Câu này mình bỏ qua đi. Như là ok anh em, thì như vậy mình đã tạo xong một cái fanpage. Việc tiếp theo để chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ phải đăng một bài viết. Đó là mình sẽ làm luôn một cái bài viết cho anh em xem. Thì đơn giản thôi, mình cũng chạy hình ảnh thôi. Ok, cái phần này mình bỏ qua em nhé. Thì sau khi tạo fanpage xong rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ phải đăng bài và chạy quảng cáo. Thì ở đây các bạn có thể đăng bài trực tiếp ở trên cái fanpage này, hoặc các bạn có thể vào trình quản lý quảng cáo để chúng ta sẽ đăng bài. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng bài trên trình quản lý quảng cáo. Thì làm thế nào để vào trong trình quản lý quảng cáo? Thì rất đơn giản thôi. Các bạn gõ cho mình là facebook.com. Ngày xưa chỗ này các bạn gõ nhanh cho mình là BE, BF và chữ E, các bạn gọi enter. Đấy. Thì các bạn đã vào được xong cái trình quản lý quảng cáo để chúng ta tiến hành chạy quảng cáo, xét quảng cáo ở trên đây, đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn ấn chấp nhận. Đấy, chấp nhận xong phần này bỏ qua. Đấy, các bạn thấy cái nút ở đây, nút màu xanh vẫn sáng, là chúng ta vẫn có thể tạo được. Thì ở đây cái nick, nếu như các bạn chưa chạy quảng cáo bao giờ thì nó sẽ như thế này. Cái nick của các bạn sẽ này, mình sẽ vào phần là cài đặt tài khoản đi, cài đặt tài khoản và chất lượng tài khoản. Chất lượng tài khoản. Đấy, chúng ta sẽ vào phần cài đặt tài khoản quảng cáo và thiết lập tài khoản quảng cáo này. Đấy, đúng không ạ? Vào phần thiết lập tài khoản quảng cáo này. Vào như thế nào? Thì ở trong các bạn gõ là facebook.com/BE rồi, đúng không ạ? Sau khi vào được cái màn hình giao diện như này, các bạn muốn vào cái phần thiết lập tài khoản quảng cáo để các bạn add thẻ, thì các bạn bấm vào cái ba gạch ở góc màn trái màn hình. Sau đó các bạn kích vào cái phần là cài đặt tài khoản quảng cáo. Còn các bạn muốn xem chất lượng tài khoản quảng cáo, tức là xem tổng quan toàn bộ cái tài khoản quảng cáo Facebook của bạn, các trang của bạn, thì các bạn vào chất lượng tài khoản, các bạn tìm những cái mục là chất lượng tài khoản cũng ở cái nút ba gạch. Thì đây mình nôn ra các bạn. Thì nếu như cái nick Facebook của bạn chưa chạy quảng cáo bao giờ thì nó sẽ hiện ra như thế này, đúng không ạ? Đấy. Tức là bạn chưa xác minh danh tính với Facebook và các bạn có tài khoản như này. Đấy. Thì các bạn sẽ vẫn có thể chạy được quảng cáo. Tuy nhiên nếu bạn chạy thì rất dễ là Facebook sẽ khóa các bạn lại, đúng không ạ? Các bạn Facebook sẽ khóa các bạn lại. Cho nên việc đấy các bạn cũng không cần phải lo. Hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người làm từng bước các thứ cho một ngày mới là như thế nào, thì các bạn có thể thoải mái các bạn làm theo thôi. Và sẽ có video hướng dẫn theo cái chùm series của cái video này để các bạn nắm được căn bản từ A đến Z. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần cài đặt tài khoản quảng cáo này. Anh em nhé, vào phần cài đặt tài khoản quảng cáo hay có tên khác là thiết lập tài khoản quảng cáo, các bạn sẽ đi vào phần phần này, phần cài đặt thanh toán. Ở đây thì các bạn tiến hành là thêm thẻ giúp mình, thêm thẻ Visa. Lưu ý là các bạn sử dụng thẻ Visa Debit, các bạn sử dụng thẻ Visa Debit các bạn nhé. Đó, thì ở đây nó, chúng này nó sẽ bắt chúng ta là một là add thẻ, hai là thêm Momo. Nếu như các bạn không có thẻ Visa thì các bạn dùng Momo. Tuy nhiên là các bạn dùng Momo, các bạn phải trả tiền vào đấy trước. Ví dụ các bạn phải nạp vào đấy một số tiền ít nhất là 2.000, hoặc là nếu như các bạn nạp vào đấy nhiều tiền nó khóa tài khoản của bạn thì nó coi như số tiền của bạn mất khóa và các bạn không làm gì được, các bạn không kháng cáo lại được, không lấy lại được tài khoản thì số tiền các bạn nạp vào là sẽ mất. Vậy nên mình khuyên các bạn là nên sử dụng thẻ Visa Debit để các bạn có thể là nợ tiền, tiêu tiền trước, trả tiền sau và không sợ bị mất tiền, đúng không ạ? Ok, thì đây mình sẽ tiến hành thêm thẻ. Cái bước thêm thẻ này thì
thì mình sẽ thêm và mình sẽ che lại. Ok anh em, anh em chỉ cần thêm như chỗ này là tên thẻ này, cái số thẻ này là 16 số in mặt trước của thẻ này, cái MM và II này đó là ngày tháng hết hạn của cái thẻ này, còn CCV là ba cái số đằng cái mặt đằng sau của thẻ đó là cái số CCV. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ che lại và mình sẽ cắt bớt cái đoạn này đi để mình add thẻ. Ok anh em, thì sau khi anh chị em đã add thẻ xong thì nó sẽ báo chúng ta lưu thẻ thành công và các bạn đằng sau. Thì sau khi bước xong các bạn sẽ thấy ở đây có thẻ đúng không ạ? À, ở đây có thẻ và có phí thanh toán. Ok, thì xong ok rồi các bạn sẽ quay trở lại trình quản lý quảng cáo để các bạn chạy quảng cáo, tiến hành setup một chiến dịch quảng cáo. Thì quay lại các bạn sẽ làm như nào, các bạn sẽ kích vào cái ba gạch ở góc bên trái màn hình và các bạn chọn vào cái chỗ trình quản lý quảng cáo. Nếu như ở đây nó không có thì các bạn hãy tìm xuống bên dưới và các bạn tìm đến cái chỗ trình quản lý quảng cáo giúp mình. Đúng không ạ? Nó là dưới này phần quảng cáo này và nó phần phần trình quản lý quảng cáo. Đó, các bạn chọn phần dưới này giúp mình. Đó, ok, như vậy là các bạn đã quay trở lại được cái màn hình làm việc. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành tạo. Ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo một chiến dịch chạy tin nhắn. Đúng không ạ? Chạy tin nhắn. Các bạn bấm vào tin nhắn này và các bạn ấn tiếp tục. Thì cái giao diện làm việc nó sẽ hiện ra như thế này. Thì giao diện này nó có 3 phần. Phần thứ nhất, phần 1, cái chỗ này gọi là chiến dịch. Phần thứ hai, chỗ này nó gọi là nhóm. Đấy, nó gọi là nhóm. Phần số 3 nó gọi là bài quảng cáo. Thì các bạn muốn kích chỉnh sửa thì các bạn có thể ấn vào các cái chỗ này, 1, 2, 3 ở đây. Hoặc là các bạn ấn vào cái ba cái thanh ngang bên trên này. Đấy, chiến dịch, phần nhóm và phần quảng cáo. Phần chiến dịch thì các bạn có thể đặt tên cho nó. Ví dụ mình đặt tên lên là Alpha vào ngày 18 chẳng hạn. Đó. Thì phần dưới này các bạn cứ bỏ qua giúp mình, bỏ qua giúp mình. Tiếp là các bạn sẽ kích sang phần nhóm quảng cáo. Phần nhóm quảng cáo này là nơi các bạn sẽ nhắm mục tiêu target đến đối tượng khách hàng mà các bạn muốn bán. Vậy nên là các bạn có thể đặt tên theo cái đối tượng, ví dụ đối tượng nữ từ 18 cho đến 25. Đấy, là cái đối tượng mình muốn nhắm đến. Nó có tùy vào cái sản phẩm dịch vụ của bạn. Nếu như sản phẩm dịch vụ của bạn cao một chút thì các bạn có thể nhắm đến, ví dụ như cái alpha này mình đang dự tính mình bán thôi, mình bán dự tính bán 500.000 đi, thì là mình sẽ nhắm vào cái đối tượng nữ từ 23 cho đến 30 thôi. Đấy, mình đấy, đấy là cái target của mình. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây mình sẽ cho mọi người xem cái ảnh của cái đây cái shop em nhá. Đấy, cảnh cái shop đấy. Thì cái bạn nữ này, cái bạn hiển thị ở đây này, nó rơi vào, nó còn rất là trẻ, đấy, dưới 30 đúng không ạ, khoảng từ 18 đến 30. Tuy nhiên là mình không muốn nhắm đến đối tượng 18 thì mình nhắm cao hơn một chút là 23, đối tượng có tiền một chút đúng không? Ok, tiếp là các bạn sẽ kéo xuống phần bên dưới này đấy, bỏ qua giúp mình chọn số mà. Phần đặt ngân sách này thì các bạn có thể đặt một cái ngân sách nhỏ hơn với ngân sách mặc định của Facebook này. Ví dụ mình sẽ đặt cái ngân sách ở đây đó chính là 186.000 868 đồng. Đấy. Tại các bạn nên đặt một cái số lẻ như này để làm gì, để tránh cạnh tranh với những cái người khác đang đặt cái số tiền nó giống với các bạn. Ok, với những cái chiến dịch đầu tiên như này mình khuyên các bạn, ví dụ mình nên các bạn cái chỗ ngân sách này các bạn nên để cho mình ngân sách chọn đời. Ngân sách chọn đời thì chúng ta sẽ chạy trong vòng 3 đến 5 ngày, thì ở đây gần 200.000, 3 ngày nó là 6 rồi. Nó rơi về chỗ này mình sẽ để khoảng 868.000 đấy. Đây là ngân sách chọn đời và ngày bắt đầu là ngày 18 và ngày kết thúc thì mình sẽ để nó khoảng là 8 này, để 5 ngày đi, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 ngày đi. Rồi ok, mình để 6 ngày đấy, mình để 6 ngày. Thì những cái chiến dịch đầu tiên là mình khuyên các bạn, nếu như các bạn mới bắt đầu chạy thì các bạn hãy để giúp mình, đó chính là ngân sách chọn đời chiến dịch. Để làm gì? Để cho cái tài khoản của các bạn có thời gian học các bạn đi dùng nhỉ. Đấy, nếu như nó không hiệu quả thì mình sẽ có hướng dẫn các bạn xử lý vào những ngày tiếp theo. Đấy, ok, tiếp theo là cái phần đối tượng này. Thì phần này bạn chọn Việt Nam, vị trí là Việt Nam này. Đấy, hoặc là vị trí cụ thể mà các bạn muốn chạy. Ví dụ các bạn chỉ chạy muốn chạy Hà Nội thì các bạn chọn ở đây là Hà Nội. Thì ở đây mình sẽ chạy full Việt Nam. Tuổi, cái phần tiếp theo là phần tuổi, thì ở đây mình sẽ chọn là từ 23 cho đến 30. Đấy, 23 cho đến 30. Giới tính chúng ta sẽ chọn là nữ. Phần nhắm mục tiêu
nhắm mục tiêu chi tiết này, nhắm mục tiêu chi tiết thì chỗ này người ta hay gọi đó chính là target đấy. Mình sẽ phóng to lên một chút cho mọi người dễ nhìn. Rồi, nhắm mục tiêu chi tiết này, các bạn thường quan tâm đến target nó chính là mua sắm này, quần áo này, giày dép này, son môi các thứ ABCDEFG, thì cái này mình không quan tâm. Cái này mình không quan tâm thì mình sẽ để thả. Với những cái bộ áo phao này á, đúng rồi, bộ sắc quả đông thì theo cái tư duy của mình đó chính là chỉ có từ cái khu vực Đà Nẵng Điều Hải Vân hất vào thôi thì nó mới lạnh, thì vậy nên là mình sẽ chọn chỗ này, mình sẽ chọn là Hà Nội. Đấy, tiếp là thả ghim đi, thả ghim đi nhanh thôi, mình cứ chọn Hà Nội và một số tỉnh lân cận, ví dụ như là Bắc Giang này. Đấy, các bạn nếu như các bạn không muốn chọn bài thì các bạn có thể chọn thành phố. Chọn thành phố thì nó sẽ có cái bán kính như này, thì ở đây các bạn có thể kéo lên mắc là 80 km. Đấy, mình chọn như này. Đấy, Hải Phòng, chọn tỉnh thành phố nha, mình sẽ chọn tỉnh của Quảng Ninh. Ninh Bình, Nam Định. Đấy. Nghệ An, Thanh Hóa. Đó, thì mình sẽ chọn ví dụ cho anh em thôi, đó chính là chọn những cái tỉnh miền Bắc như này hết ra. Ninh Bình, Nam Định, cái phía bên này là Hà Nam này. Hà Nam, Thái Bình nhỉ? Thái Bình, đấy, mấy cái tỉnh ngoài Bắc, Thái Bình, đấy, mình chọn mấy cái tỉnh ngoài Bắc này thôi, cho nó có hiệu quả, zoom lại cho anh em xem đấy. Đấy, khu vực miền Bắc nhé, miền Bắc hất lên thì sẽ họ sẽ có nhu cầu cao hơn mua áo phao. Rồi cái phần tiếp theo, cái phần nhắm mục tiêu chi tiết này, thường là chúng ta sẽ target đây là quần áo, đúng không? Quần áo hoặc là mua sắm, thì cái phần này mình cũng không cần phải quá quan trọng, mình bỏ qua. Thì nhưng mà phần ngoại trừ này thì các bạn cần ngoại trừ, đó chính là các bạn ấn 1 cạnh ngang 3. Đấy, một cái bảng đó là sử dụng thiết bị di động dưới 1 đến 3 tháng. À, các bạn gọi tiếp là dưới 1 tháng. Đấy, tiếp theo là các bạn ngoại trừ quản trị viên. Quản trị viên trang Facebook, đấy, như vậy. Thế thôi. À, ok. Rồi ok anh em. Phân nhỏ tí. Ok. Rồi, tiếp là đến cái phần là vị trí quảng cáo tự động, thì chúng ta sẽ kích vào quảng cáo thủ công. Ở đây thì các bạn sẽ bỏ giúp mình, mình hay thói quen mình bỏ tất, giữ lại Facebook rồi. Đấy, giữ lại Facebook. Ở bên dưới này chúng ta sẽ bỏ tất, mình sẽ giữ lại cái bài viết tức thì là một này, bài viết tức thì và cái bảng tin Facebook. Đấy, giữ lại hai cái vị trí này thôi. Ok, tiếp đến là chúng ta sang bài quảng cáo. Thì ở đây là chúng ta tạo bài, tạo quảng cáo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo bài. Tạo chiến dịch tin nhắn thì chúng ta sẽ sử dụng một ảnh thôi. Đây, các bạn sẽ phần thêm ảnh, quên ấn vào thêm phương tiện này, các bạn ấn thêm ảnh. Các bạn có thể sử dụng là hình ảnh trên trang, thì trên trang mình đã tải lên có rồi thì mình ấn luôn. Đấy, kích thước cũng khá là ổn, 800x800 là kích thước đẹp. Các bạn hình vuông rồi đẹp. Đấy, ok anh em. Nó báo như này đúng không ạ, báo này kệ là không sao hết anh em nhé, nó báo này kệ là. Cái phần nội dung chính này chính là phần việc phần content, các bạn sẽ biết. Thì ở đây để biết cho nhanh thì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ viết trên đây và mình sẽ copy sang đúng không nhỉ. Chỉ với anh chị em lưu ý này, cái từ kích thước là từ size, độ size số đi, độ size
XL đấy, miễn phí, miễn phí toàn quốc, tặng kèm, tặng kèm, nếu chúng ta có quà tặng thì chúng ta sẽ có tặng kèm, vân vân. Vào đây anh em tặng kèm, tặng kèm gì ta, tặng kèm, ok bỏ qua đây, cái này không có, miễn phí toàn quốc, kiểm tra hàng, thử hàng trước khi thanh toán. Đấy. Không ưng trả lại, không mất phí, không mất phí. Rồi ok đấy, cái tiếp theo chúng ta sẽ liên hệ ngay hotline này. Hotline thì chỗ này mình sẽ để cái số của mình đi, tự tin là địa chỉ thì bỏ qua, địa chỉ các bạn có thể ca lớn, các bạn có số của bạn để địa chỉ đây, tiếp theo là địa chỉ vân vân. Thôi cái này mình sẽ để đấy thôi, inbox phần bên ngay, đặt hàng inbox ngay cho số đấy. Ok thì đây là một cái ví dụ mà, chứ mình không bán cái sản phẩm này, vậy nên là mình sẽ không để những thông tin nó quá cụ thể. Ở đây các bạn có thể là để một số cái incon, lưu ý các bạn chỉ để incon ở đầu thôi nhé các bạn nhé. Chúng ta nên chọn những cái incon ví dụ như kiểu này đấy, còn kiểu này chúng ta chỉ để ở đầu thôi là được, không nhất thiết là phải đây. Mình sẽ chọn cái incon khác, các bạn chỉ được phép để ở đầu, nhưng các bạn nếu như bạn cho vào giữa câu hoặc là bạn cho cuối câu hoặc cho nhiều quá thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là spam đấy. Spam thì nó rất dễ là bị đai tài khoản quảng cáo, vậy nên các bạn chỉ để ở đầu giúp mình thôi. Đấy, như này. Đấy, ok như vậy là xong. Copy này mình sang cái phần xét quảng cáo này, mình dán vào đây đó. Phần bên này thì mình sẽ hot trend hàng sáng hot trend mùa 2021 chỉ bộ 99 cả đây, miễn ship, thêm hết các thông tin được, miễn ship, ok, đó, thì cái phần tiếp theo là các bạn sẽ cái phần chỗ phần mẫu tin nhắn này, thì chúng ta sẽ ấn vào tạo và các bạn sẽ tạo những câu trả lời có sẵn ở đây, ví dụ, đấy, mình sẽ đặt một câu là shop ơi, các bạn lưu ý là câu khách hàng mình muốn đặt áo pha hàng, à, mình chỉ để một câu thôi. À, khách có nhu cầu thì hoặc là tôi có thể mua hàng, thôi bỏ qua, mình chỉ để một câu thôi nhé. Sau các bạn lưu lại. Như vậy là chúng ta đã tạo xong một chiến dịch quảng cáo. Bước tiếp theo các bạn đóng lại giúp mình, đóng lại, các bạn bấm cái nút đóng này, đóng lại. Đấy, kích vào không hiển thị và vẫn tiếp tục đóng, vẫn tiếp tục đóng. Thì ở đây các bạn thấy nó có chữ xem lại và đăng này, thì các bạn kích vào xem lại và đăng. Các bạn bấm vào cái phần số 3 này, phần quảng cáo này. Đấy, khi nó hiện màu xanh như này là được rồi. Các bạn tích vào đây, bỏ qua và các bạn ấn đăng giúp mình. Ok, sau khi ấn đăng rồi các bạn ấn F5 lại một lần cho mình. Ấn đăng rồi các bạn ấn F5 lại một lần nữa, các bạn làm mới lại cái đó một lần nữa cho mình. Sau đó các bạn tiếp tục ấn xem lại và đăng. Tiếp tục các bạn ấn xem lại và đăng. Và lúc này nó chỉ còn cái phần quảng cáo đấy thôi, thì các bạn ấn đăng. Đấy, các bạn lưu ý giúp mình tài khoản mới và những người mới làm thì các bạn làm này. Nó hơi cầu kỳ một tí, nó hơi non ngon một tí, nhưng mà không sao cả, các bạn cứ làm được cho mình. Rồi, sau khi xong các bạn sẽ tiếp tục vào đăng. Như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người
là cách để chúng ta tạo được một chiến dịch quảng cáo với Facebook. Một người mới tin các bạn có thể làm, các bạn hình dung nhỉ? Đấy, ok. Thì ở đây nó đang xử lý một chút thôi, nó ghi cái chữ đã xử lý. Khi nào nó xử lý xong thì nó sẽ hiện cho chúng ta là đang xét duyệt, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ chờ. Và đây là cái video đầu tiên trong cái chuỗi video mình sẽ hướng dẫn cho những các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về quảng cáo Facebook, cách chạy quảng cáo Facebook và làm như thế nào và xử lý các cái lỗi về sau. Thì theo kinh nghiệm của mình thì sau này khi con này chạy rồi nó sẽ xảy ra một số vấn đề khác, nó nằm ở phần chất lượng tài khoản này. Các bạn nhớ nhỉ, chất lượng tài khoản thì nó có thể là vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo của các bạn, vô hiệu hóa fanpage của các bạn, không sao hết. Thì lúc đấy mình sẽ có video hướng dẫn và xử lý nhanh theo cùng với con này, anh em lưu ý, và mình sẽ chạy một mình cái con này thôi nhá. Anh em lưu ý cái shop này giúp mình là Tara shop, sẽ là shop con, ok, là cả đây nè. Rồi đăng thêm muốn đấy, rồi bỏ qua đăng này. Rồi ok, đấy. Thì sau khi chúng ta làm thì nó xuất hiện cái này anh em nhé, nó xuất hiện một vấn đề này. Vấn đề ở đây là bị check boy này, ok đúng không ạ? Thì khi chúng ta chạy quảng cáo lần đầu tiên chúng ta làm nó hay xảy ra cái hiện tượng check boy tài khoản như thế này. Thì các bạn không cần lo lắng, thì các bạn cứ tiếp tục là chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ tiếp và xác nhận qua mail. Đấy, ở đây có một cái mail thì chúng ta sẽ bấm vào nhận mã, thì chúng ta sẽ vào cái email của bạn hoặc vào số điện thoại của bạn, các bạn cái mã là xong. Thì đây mình sẽ đăng nhập cái email luôn. Đây mình có email của nó đây rồi. Đấy. Email nó là Hotmail thì chúng ta sẽ vào outlook.com dành cho những cái bạn đi mua link Facebook về để chạy quảng cáo. Còn nếu như các bạn có Gmail thì các bạn vào gmail.com. Đúng không ạ? Tiếp. Mật khẩu. Rồi ok, đấy, cái trường hợp đầu tiên nó đã xảy ra sau khi những người bạn mới vào làm thì nó sẽ gặp những trường hợp như thế này, check qua tài khoản không sao cả. Tiếp đến là phần đăng nhập vào Hotmail, nếu như các bạn đi mua via về và nó hiện tượng khóa này thì nó là khóa, chuyện rất bình thường, các bạn cần tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ số điện thoại, đây các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào là xong, không có gì phải suy nghĩ cả, cứ làm theo các bước mình làm. Rồi ok, các bạn nhập mã vào đây 3479. Rồi chúng ta tiếp tục, như vậy là cái mail của chúng ta đã được mở. Thì cái phần này các bạn ấn vào số điện thoại thay thế giúp mình, các bạn lại tiếp tục nhập cái số điện thoại các bạn vào để các bạn có quyền là quản trị, quản lý cái Hotmail này. Ok, như vậy là mình đã tiến hành đăng nhập xong cái tài khoản mail, ok anh em, ok có đi đó. Đấy, thì khi các bạn đăng nhập vào mail nó sẽ bảo có bảo mật hai lớp như này, thì các bạn phải có cái số điện thoại thì mới vào được, và người khác muốn vào thì cũng phải có số điện thoại này thì mới có thể vào được, anh em mình dùng nhỉ, còn không có thì cũng chịu chết rồi. Ok đấy, không cảm ơn, bước này chúng ta sẽ bấm vào không cảm ơn. Ok, thì ở đây Facebook có gửi cho mình một cái mã này. Nó gửi cho mình một cái mã bảo mật này. Đấy, anh em thấy không? Anh em copy cái mã này vào. Và anh em dán vào đây. Dán gửi. Như vậy là xong. Chúng ta đã xử lý xong cái đầu tiên. Đó chính là việc là check boy tài khoản khi chúng ta mới bắt đầu chạy quảng cáo. Cái việc này không tránh khỏi đối với những bạn mới. Mới bắt đầu chạy đầu tiên thì không tránh khỏi. Được không? Ok, thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu mới mà thôi. Tiếp là chúng ta sẽ lưu và chúng ta quay lại Facebook.
Ok, như vậy là chúng ta đã mở được Checkpoint và chúng ta đã mở Checkpoint và chúng ta vào hoàn toàn bình thường. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa, đó chính là vào trình quản lý quảng cáo. Thì các bạn nhớ công thức vào trình quảng cáo đúng không? Chúng ta sẽ là facebook.com gạch xưởng và gõ BE là chúng ta sẽ vào được trình quản lý quảng cáo. Đó, ok. Đấy, thì ở đây nó hiện cái lỗi trong nhóm quảng cáo này mọi người này, thấy chưa? Lỗi trong nhóm quảng cáo. Lỗi trong nhóm quảng cáo nhá. Thì cái lỗi này là cái lỗi gì? À, cái lỗi này nó chính là cái lỗi khi chúng ta làm như này, cái fanpage của chúng ta bị checkpoint, nó bị checkpoint, thì chúng ta sẽ kiểm tra cái lỗi này như nào. Các bạn sẽ click vào cái phần chất lượng tài khoản, thì các bạn click vào cái ba gạch ở góc này và click vào chất lượng tài khoản, các bạn mở nó ra thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ báo là cái fanpage của chúng ta bị hạn chế này. Đấy, thấy mọi thấy không, fanpage bị hạn chế, đây chính là những cái trường hợp hay gặp của những cái bạn mới, những cái bạn mới bắt đầu chạy nó hiện ra. À, khi mà chúng ta gặp cái hiện tượng như này á thì chúng ta sẽ xử lý như nào, anh em mình dung nhỉ. Đấy, chúng ta sẽ xử lý như nào thì các bạn rất đơn giản thôi, các bạn click vào đây. Đấy, khi cái hiện tượng cái trang này thì các bạn sẽ bấm vào phần yêu cầu xem xét lại đó, thì các bạn sẽ chỉ cần có một hai hoặc ba. Đối với trường hợp những cái link chưa xác minh danh tính, mọi người hình dung những cái link chưa xác minh danh tính thì các bạn cứ ở đây. Chưa xác minh danh tính thì nó có thể bắt chúng ta xác minh danh tính, thì những cái trường hợp này thường nó sẽ gửi về rất là nhanh. Đấy, gửi về, tức là chúng ta kháng page, cái này gọi là kháng page, thì chúng ta kháng rất là nhanh. Thì tuy nhiên các bạn thấy rằng ở đây mình bấm gửi nó không được đúng không ạ, thì các bạn cần có thao tác tiếp theo là các bạn sẽ vào Facebook, các bạn vào Facebook trang chủ Facebook như này, các bạn bấm vào trang, các bạn chọn cái trang vừa tạo đó, lý do là không bấm gửi được vì cái trang này nó chưa đăng. Sau đó các bạn ấn đăng trang giúp mình, các bạn F5 lại một lần thì các bạn sẽ thấy rằng cái trang này của các bạn đăng được đăng. Sau đó các bạn sẽ quay lại cái phần chỗ kháng cái tài khoản này, các bạn ấn F5 lại một lần nữa đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng nó hiện ra cái nút xác nhận danh tính này, nó bắt chúng ta phải xác minh danh tính nó mới cho chúng ta kháng đúng không ạ, xác minh danh tính cho chúng ta kháng. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, thì ở đây cách nhanh nhất là chúng ta dùng một cái link Facebook mới xác minh danh tính xong và chúng ta sẽ add nó vào cái fanpage của chúng ta là quản trị viên và chúng ta kháng. Thì chúng ta sẽ quay trở lại fanpage này, đó fanpage này, chúng ta vào phần cài đặt này, chúng ta vào phần vai trò trên trang này, và chúng ta sẽ thêm chỗ này là quản trị viên vào đây. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái link, này đi, link này là cái link gọi là đã xác minh danh tính, vừa xác minh danh tính về. Đấy, em chị em, đấy cái link xác minh danh tính nó có tích màu xanh như này mọi người nhé, tích màu xanh như này. Cái tiếp theo là nó có cái thời gian, đấy ngày 16 tháng 10, là thời gian xác minh danh tính về là ngày 16 tháng 10, tức là nó vừa mới về. Chúng ta sẽ vào Facebook của nó, vào trang cá nhân của nó, của cái nick Facebook đã xác minh danh tính. Thì các bạn thấy ở đây nó có một cái đường link như này, các bạn copy cái link này, copy cái đường link của cái nick đã xác minh danh tính, các bạn sang cái nick có chứa fanpage bị hạn chế, các bạn thêm nó vào làm quyền quản trị viên. Đấy, các bạn dán cái đường link đấy vào, các bạn chọn tên như này là xong, các bạn thêm, các bạn nhập mật khẩu. Đấy, ok, như vậy là các bạn đã thêm xong. Sau đó các bạn sẽ sang cái nick bên này, sang cái link bên này đấy có lời mời làm quản trị viên này, các bạn tích vào và các bạn chấp nhận, chấp nhận. Tiếp theo đó là các bạn cần vào cái phần chất lượng tài khoản quảng cáo của cái nick xác minh danh tính rồi, các bạn ấn F5 lại dùng lần giúp mình. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó có cái trang đấy, trang bị hạn chế này, thì các bạn tích vào đó, tích vào thôi. Và lúc này chúng ta thấy cái nút yêu cầu xem xét lại nó đã sáng và chúng ta chỉ cần bấm yêu cầu xem xét lại. Ở bước này các bạn bấm cho mình số 1 hoặc số 2 hoặc số 3 đều được đúng không ạ. Đấy, số 1, số 2, số 3, thì đây mình sẽ bấm vào số 3 và chúng ta sẽ trình bày là tôi vừa mới tạo fanpage và muốn cáo, tôi không vi phạm chính sách nào của Facebook,
Facebook, lưu ý cái từ Facebook các bạn phải viết hoa chữ F. Đấy. Hãy kiểm tra. Hãy kiểm tra và kích hoạt lại quyền quảng cáo cho fanpage của tôi. Đó, ok. Sau đó chúng ta cũng được. Thì cái trường hợp kháng nghị cái fanpage này nó sẽ về trong khoảng từ 2 cho đến 4 tiếng, chậm nhất là một ngày. Thì em nên chậm nhất là 24 giờ. Đấy, như vậy là xong thôi. Thì khi cái fanpage này nó kháng về thì mình sẽ ra những cái video tiếp theo để hướng dẫn mọi người cách xử lý tiếp theo. Còn cái quảng cáo này chúng ta cứ để yên ở đấy. Và đi dùng nhỉ, quảng cáo này cứ để yên ở đấy. Fanpage nó về là chúng ta sẽ bật được nó lên và tiếp tục là làm việc được. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.